ngày mai 9 giờ như vậy đó. 9 giờ là 7 giờ phải vậy. Tí vậy là anh cũng phải vậy luôn. Thấy quay phim rồi. Hả? Thấy gì không kìa, thấy gì không kìa. Ủa, ủa dầu với chị kìa. Xe là không được hết trơn. Ngáp rồi kìa. Nó thấm là không ăn gì ngồi gồm là em thấy anh uống bia mà anh lại ăn bánh ngọt nó mới ghê. Ngọt là nuốt hết rồi. Vâng. Uống mà con trai uống hoài không hết. Để là làm chứ. Làm mai vậy hả? 9 giờ đi đường.